Nhiều người trong chúng ta hẳn đã nghe nhiều đến các danh từ như là Kitô giáo, Cơ đốc giáo, Thiên Chúa giáo, Công giáo. Liệu có ai nhầm lẫn giữa các khái niệm này? Chắc chắn là có. Kitô giáo hiện có hơn 2,6 tỷ tín đồ trên khắp thế giới, trải dài qua tất cả các châu lục. Tại 157 quốc gia và vùng lãnh thổ, Kitô giáo chiếm đa số. Với số lượng lớn như vậy nhưng Kitô giáo lại phân chia thành các dòng khác nhau, tạo nên các khái niệm như là Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành. Chính những giáo dân đôi khi cũng khó có thể phân biệt được rạch ròi những nhánh này. Vậy nên với video này, tôi sẽ định nghĩa một cách đơn giản và dễ hiểu nhất cho các bạn. Ngay cả những người không theo Kitô giáo cũng sẽ dễ dàng phân biệt được thế nào là Cơ đốc giáo, thế nào là Công giáo và các khái niệm liên quan. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Trước khi phân biệt các khái niệm, chúng ta hãy cùng đến với ý nghĩa của các tên gọi. Từ nguyên của Kitô chính là Christos, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là đấng được sức dầu. Kitô cũng chính là từ trong tiếng Việt phiên âm ra để chỉ Jesus Christ, Chúa Giêsu. Từ Kitô, khi phiên âm qua tiếng Bồ Đào Nha đọc là Cơ Đốc. Danh từ này theo chân những nhà truyền giáo người Bồ vào Việt Nam trong các thế kỷ 17-18 và trở thành một từ gọi chung Kitô giáo và các tín đồ của đạo này. Trong khi đó, từ Công giáo bắt nguồn từ cuộc ly giáo Đông Tây vào thời Trung Cổ. Khi đó, đế quốc La Mã là một cường quốc rộng lớn, trải dài khắp khu vực Địa Trung Hải, từ bán đảo Thổ Nhĩ Kỳ cho đến toàn bộ vùng Nam Âu, Bắc Phi và cả vùng đảo Anh ngày nay. Nhưng cho đến những năm 200 sau Công Nguyên, đế chế La Mã đã dần bước vào giai đoạn suy yếu. Các hoàng tử, vị tướng tranh giành quyền lực khiến đế chế rộng lớn này bị chia làm 4 khu vực dưới thời hoàng đế Diocletianus vào năm 293 sau Công Nguyên. Nhưng đến khi Diocletianus thoái vị thì việc phân chia này mất tác dụng. Constantinus đại đế lên ngôi năm 306 và đã thực hiện những cải cách mang tính lịch sử. Thứ nhất là ông đã thống nhất toàn bộ lãnh thổ đang bị chia rẽ của đế quốc La Mã. Thứ hai, ông cho cải đạo sang Thiên Chúa giáo. Trước đây người La Mã chịu ảnh hưởng của hệ thống các vị thần của người Hy Lạp. Mỗi địa phương lại có thêm một số cải biên về thần thánh trong việc thờ phụng. Khi Constantinus lên nắm quyền, ông đã thống nhất tất cả dưới một tôn giáo duy nhất là Kitô giáo hay còn gọi là Cơ đốc giáo. Constantinus cũng cho thành lập một thành phố mang tên mình, đó chính là Constantinopolis, và biến nó trở thành kinh đô thứ hai sau Roma. Từ đây việc phân tách Đông Tây bắt đầu. Đế quốc La Mã dần được chia đôi, phía Tây có thủ phủ tại Rome và phía Đông có thủ phủ tại Constantinopolis. Kitô giáo cũng vì thế phân chia thành hai tư tưởng khác biệt. Phía Tây theo Công giáo Roma với văn hóa Latin là trung tâm. Phía Đông theo văn hóa Hy Lạp được gọi là Chính thống giáo Đông Phương. Thủ phủ Constantinopolis sau này thất thủ cùng với đế quốc Đông La Mã khi người Hồi giáo xâm chiếm vào năm 1453. Ngày nay nó vẫn là một trung tâm kinh tế, chính trị, tôn giáo quan trọng với cái tên Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Trên danh nghĩa, Chính thống giáo vẫn thần phục Công giáo Roma cho đến thế kỷ thứ 11 sau Công Nguyên. Lúc này giáo hoàng Roma Leon IX và thượng phụ Constantinopolis Michael Serurarius, những người đứng đầu hai phái liên tục có những xung khắc với nhau. Họ có sự khác nhau về thần học, chính trị và kỷ luật. Năm 1054, sứ thần Roma gặp Michael Serurarius và yêu cầu ông thuần phục giáo hội Roma là mẹ của giáo hội Hoàn Vũ. Nhưng Serurarius đã khước từ. Cùng năm, Rome và Constantinopolis đã chính thức tuyệt giao với nhau. Ngày nay khi nhắc đến Cơ đốc giáo hay là Kitô giáo, người ta hay ám chỉ đến sự trùng nhất. Cơ đốc giáo bao gồm Công giáo Roma, Chính thống giáo Đông Phương và đạo Tin lành. Tin lành là một nhánh của Cơ đốc giáo được tách ra vào thế kỷ 16 sau một cuộc cải cách mà người đứng đầu là giáo sĩ người Đức Martin Luther. Chính vì sự phân chia này mà chúng ta có hai khái niệm riêng biệt, Cơ đốc giáo và Công giáo. Về cơ bản, Công giáo là một nhánh nằm trong Cơ đốc giáo, tuy nhiên chúng cũng có những điểm khác biệt. Điều khác biệt thứ nhất là sự tính quyền lực của Kinh Thánh. Đối với những người Cơ đốc giáo, Kinh Thánh là cuốn sách tối cao mà mọi giáo dân phải tuân theo tuyệt đối. Tất cả mọi tư tưởng, suy nghĩ, ứng xử, hành động của họ đều phải đúng theo những gì Kinh Thánh dạy bảo. Và với các Cơ đốc nhân, tức những người theo Cơ đốc giáo, thì Kinh Thánh là cuốn sách tư tưởng duy nhất mà họ cần phải đọc. Tuy nhiên đối với Công giáo thì tin rằng chỉ Kinh Thánh thôi là chưa đủ. Có những phong tục của giáo hội Công giáo Roma như ngục luyện tội, ca tụng, sùng kính Đức Mẹ Maria không được ghi chép trong Kinh Thánh. Điều khác biệt thứ hai nằm ở quyền lực của giáo hoàng. Đối với Công giáo La Mã, giáo hoàng có vị trí lãnh đạo tối cao, là một vị thủ lĩnh tinh thần của toàn giáo dân trên thế giới. Những lời nói của ngài luôn đúng bởi ngài đại diện cho Thiên Chúa và các vị thánh thần chia sẻ giáo lý với các tín đồ Kitô. Trong lịch sử và giai đoạn Trung Cổ, giáo hoàng còn có thể gây ảnh hưởng đến các vị hoàng đế của các quốc gia, thậm chí có thể lật đổ và đưa một vị vua mới lên trị vì. Trong các cuộc thập tự chinh của Thiên Chúa giáo chống lại Hồi giáo, giáo hoàng là người đại diện kêu gọi tất cả các nước theo Kitô giáo tập hợp lực lượng, tiến về phương Đông bảo vệ đức tin của mình.
Ngày nay, giáo hoàng không còn có quyền lực tác động mạnh mẽ như thế nữa, nhưng các nguyên thủ quốc gia vẫn rất kính trọng vị trí này. Đối với những người theo cơ đốc giáo thì hoàn toàn ngược lại, họ tin rằng đã là con người thì không ai là không mắc sai lầm, dù cho đó có là giáo hoàng, chỉ có tư tưởng của Chúa Giê-xu mới là chân lý tuyệt đối và những lời dạy của Chúa theo Kinh Thánh mới là chuẩn mực nhất. Điều khác biệt thứ ba là về vấn đề khi nào con người được cứu rỗi. Cuộc sống bất kỳ ai cũng mắc sai lầm, đôi khi những sai lầm đó là trầm trọng, chẳng hạn như thực hiện các tội ác. Vì thế nếu muốn được lên thiên đàng sau khi qua đời như theo Kinh Thánh, con người cần được cứu. Cơ đốc giáo và Công giáo La Mã có sự khác nhau về vấn đề này. Cơ đốc giáo coi như Chúa Giê-xu đã nhận hết mọi tội lỗi của loài người và chấp nhận hy sinh bằng cách đóng đinh trên thập tự giá. Vì thế mỗi người nếu mắc tội chỉ cần biết hối cải, cầu xin Chúa là mọi thứ sẽ được xóa bỏ và họ được cứu rỗi. Tuy nhiên với Công giáo La Mã, niềm tin vào sự cầu nguyện thôi là chưa đủ. Mỗi người cần phải thực hiện những việc tốt, giúp đỡ người khác, hy sinh vì người khác thì mới đủ xóa bỏ tội lỗi của mình. Trong đó các tín đồ Công giáo cần thực hành 7 bí tích được quy định bao gồm: bí tích rửa tội, bí tích thánh thể, bí tích thêm sức, bí tích hòa giải, bí tích sức dầu bệnh nhân, bí tích truyền chức thánh, bí tích hôn phối. Thì sau đó mới có thể phần nào được cứu rỗi. Tất nhiên, không phải ai cũng thực hiện đủ 7 nghi lễ nêu trên. Tuy nhiên đã là người Công giáo thì không thể nào không ít nhất một lần thực hiện một bí tích. Khía cạnh thứ tư trong sự khác nhau giữa Cơ đốc giáo và Công giáo đó chính là cái chết. Tất cả mọi tôn giáo trên thế giới này đều đề cập đến thế giới bên kia, cách con người sống như thế nào sau cái chết. Cả Cơ đốc và Công giáo đều cho rằng con người không có niềm tin vào Thiên Chúa sẽ mãi mãi bị đày đọa trong hỏa ngục. Nơi đây có những lò lửa rất nóng và có những con quỷ sẵn sàng xé xác tra tấn. Vì thế tất cả nếu đã là giáo dân Kitô thì chẳng ai dám không tin, bởi hỏa ngục rất đáng sợ. Tuy nhiên Cơ đốc giáo và Công giáo lại có sự khác nhau về điều sẽ xảy ra với những người tin vào Thiên Chúa. Với đạo Cơ đốc, họ cho rằng con người phải có niềm tin vào một tư tưởng duy nhất trong Kinh Thánh: Chúa là người đã tự nguyện tử vì đạo để cứu rỗi loài người. Do đó, chỉ cần có niềm tin vào Chúa, Ngài sẽ đối xử công bằng, tất cả như nhau và mọi người đều được lên thiên đàng. Thế nhưng Công giáo lại có suy nghĩ khác. Trước khi đến được ngưỡng cửa thiên đàng, chỉ những người hoàn toàn thánh thiện thì đều phải trải qua cửa ải ngục luyện tội. Ngục này không phải hỏa ngục, cũng không phải là địa ngục. Đây là nơi phạt tạm thời cho những người còn nhiều lỗi lầm, không chịu nhận lỗi, không thỏa mãn với cái giá mình phải trả khi phạm tội. Họ được coi là đi chệch với ân điển của Chúa. Những người này sau đó sẽ được phán xét xem có xứng đáng lên thiên đàng hay không, hoặc phải đi xuống hỏa ngục. Không như Cơ đốc giáo, người theo Công giáo Roma cho rằng con người ít nhiều vẫn phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Bạn làm hại người khác thì phải bị phán xét. Việc Chúa Giê-xu tình nguyện bị đóng đinh trên thập tự giá không đủ để cứu rỗi tất cả tội lỗi của con người. Những kẻ xấu xa đều phải trải qua thời gian trong ngục luyện tội để chịu đau đớn. Từ đó cảm giác sám hối mới có thể được lên thiên đàng. Ngoài 4 khác biệt lớn trên giữa Công giáo và Cơ đốc giáo còn có những khác biệt nho nhỏ có thể kể đến, như trong Công giáo La Mã, Đức Mẹ Maria là vị thánh vĩ đại nhất bởi vì bà là người sinh ra Chúa Giê-xu. Bà cũng có công truyền bá Kitô giáo ở những thế kỷ đầu tiên. Vì vậy Maria được phong làm thánh bên cạnh những vị thánh khác. Theo Công giáo, Đức Mẹ đã được đưa lên thiên đàng sau khi bà qua đời. Đối với Cơ đốc giáo, họ không chấp nhận Đức Mẹ là thánh. Bà cũng được cho là đã chôn cất sau khi chết, chứ không phải khi lên thiên đàng. Đối với các bí tích, Công giáo chấp nhận cả 7, trong khi Cơ đốc giáo chỉ chấp nhận 2 thứ là bí tích rửa tội và thánh thể. Với các kiến thức cung cấp nêu trên, hy vọng bạn đã có cái nhìn rõ ràng hơn về Cơ đốc giáo hay Kitô giáo nói chung, cũng như Công giáo nói riêng. Có thể nói tôn giáo là một vấn đề rất phức tạp và gây nhiều tranh cãi trong suốt lịch sử loài người. Hãy comment cho chúng mình biết ý kiến của bạn về chủ đề này nhé. Dù có theo quan điểm nào đi nữa thì tất cả mọi tôn giáo đều hướng con người đến chân thiện mỹ, đến những điều mà tốt đẹp, đến những điều tốt đẹp mà con người cần phải làm cho cả gia đình, cho xã hội và cho cả dân tộc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích hãy tặng một like và một subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.